Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Có người bị phong hủi đến gặp người. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay, Thánh Marco thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị bệnh phong củi. Như chúng ta biết, vào thời Đức Giêsu, người Do Thái cho rằng bệnh phong củi chính là biểu tượng của tội lỗi. Thiên Chúa dùng bệnh phong củi để trừng phạt kẻ ghen tị, kiêu căng, quân trộm cướp, giết người, thế gian và loạn luân. Bệnh này lây lan đặc biệt nguy hiểm. Vì sợ bị lây nhiễm nên người bị phong củi phải dứt khoát bị loại khỏi gia đình, làng quê và phải sống bên lề xã hội. Họ bị cô lập hoàn toàn. Họ phải la to "ô uế, ô uế" hoặc rung chuông để báo cho mọi người biết họ đang tới để tránh họ. Người mắc bệnh phong củi bị coi như là người đã chết dù vẫn sống. Điều đáng lưu ý ở đây là chính người bị phong củi cũng cam chịu với bất hạnh này. Người phong củi trong tin mừng hôm nay chắc chắn cũng không thoát khỏi tâm trạng cam chịu mà tất cả những người phong củi đang chịu. Thế nhưng tin mừng hôm nay lại cho thấy người phong củi đến với Đức Giêsu và van xin người chữa lành cho anh. Trở lại đoạn tin mừng của ngày hôm qua, Thánh Marco cho chúng ta thấy chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ. Như vậy, nếu có một câu hỏi, đâu là động lực làm cho người phong củi trong tin mừng hôm nay mạnh dạn thoát khỏi tư thế của mình để đến với Đức Giêsu, thì câu trả lời sẽ là chính lòng thương xót của Đức Giêsu đã giúp cho người phong củi có thể mạnh dạn đi ra khỏi tư thế của mình để đến và đón nhận lòng thương xót từ Đức Giêsu. Hình ảnh người phong củi trong tin mừng hôm nay thật sự là lời mời gọi gửi đến tất cả mỗi người chúng ta. Dù bất cứ ở trong hoàn cảnh nào của cuộc sống, thì tâm tình tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa luôn mang đến cho con người sự chữa lành. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.